Rồi, lời nói đầu tiên cho em nhanh. Xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay trở lại tiệm máy cắt cỏ cũng như máy cưa xích của cửa hàng Thành Hợp bên em ha. Ở cửa hàng em có địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở tại chợ Trung Hưng, gọi là chợ Ngã Tư anh chị. Anh chị mà gần khu vực mình có thể đến tận cửa hàng để mình xem máy cắt cỏ, máy cưa, dọn nổ rồi, chưa dọn nổ, mình giao lưu vui vẻ đều được ha. À, nếu mà được hợp lý thì mình mua cây máy về mình sử dụng cắt cỏ và cưa cây cho gia đình cũng được ha, hoặc là đến giao lưu uống cà phê với em Út cũng được. Rồi thì hôm nay em nhanh lên cho mình một cái lô máy kèm cưa xích và cắt cỏ. Cắt cỏ thì bên em có máy đeo lưng nữa nha anh chị. Lô chữ M, khi anh chị chốt đơn thì từ M1, M2, M3 vân vân tới 10, 11, 12, 13 giùm em nhanh. Và khung giờ live của em nhanh là từ 10 giờ đến 11 giờ trưa hàng ngày. Em nhanh sẽ lên một cái clip mới, clip mới, clip mới ha. Bữa nào không lên clip là bữa đó dữ lắm bận luôn đó. Và em nhanh sẽ bán xuyên top luôn. Khi mà anh chị chốt đơn thì coi kỹ những cái mã máy, những cái giá máy. Em nhanh có test nổ máy, báo công suất rồi luôn đó. Anh chị coi mã nào phù hợp với gia đình thì chốt đơn ủng hộ em nhanh. Còn không thì anh chị có thể là coi theo dõi chừng nào phù hợp thì mình chốt đơn. Còn không có hiểu gì về máy thì anh chị điện cho em nhanh. Để em nhanh tư vấn cho mình kịp thời. À, được thì mua, không được thì thôi, bên em họ nhận hỗ trợ tư vấn miễn phí ha. Và để được xem máy hàng ngày trên kênh của em, để tương tác với em không bị mất đi cái dấu vết thông tin, thì anh chị bấm like theo gọi là nút thích đó, bấm like thích. Và đặc biệt khách mới mình chưa nhắn đăng ký kênh thì anh chị nhắn vô đăng ký kênh nha, để có thể là xem được những cái video sát nhất, những cái ngày live như thế này nha anh chị. Em thì bán hàng là chuyên dọn nổ rồi đưa về là chỉ việc sử dụng thôi, và nhận ship hàng trên mọi miền của đất nước Việt Nam mình, từ miền Nam, miền Trung cho đến miền Bắc luôn. Hàng tới nơi anh chị được quyền kiểm tra hàng, test nổ trước khi nhận ha. Đó, thì máy chạy ngon, đúng máy đúng hàng, anh chị hãy nhận hàng và trả tiền cho shipper giao hàng nha anh chị. Quá trình nhận hàng có trục trặc gì thì anh chị điện cho bên em để bên em hỗ trợ kịp thời ha. Và những cái máy này khi mà ship tới nơi là em nhanh đã bao ship và kèm phụ kiện đầy đủ nha anh chị. Chỉ chuẩn bị xăng với nhớt thử máy thôi. Ngoài tính năng phát cỏ là chính thì có thêm tính năng đó là bơm nước nè, hút nước từ dưới sông lên, tưới rau, tưới cải, tưới hoa, tưới cảnh gì đó mình tưới. Có thêm tính năng thổi lá nè, trà gông riêu nè, anh chị chế cháo, chế xe đạp, nấu xịt thuốc gì thêm đó, vân vân, nó rất là nhiều tính năng ha. Và đặc biệt để tạo sự tin tưởng cho anh chị thì bên em là không có lấy cọc 1.000 nào, đồng nào của anh chị chú bác hết. Cho nên anh chị chú bác an tâm mà chốt đơn ha. Tại ngay từ đầu mà em nhanh đặt ra cái phương châm bán hàng là khách hàng trao niềm tin, em nhanh sẽ trao cho mình chất lượng máy, uy tín là đặt đầu, chất lượng tạo nên thương hiệu cửa hàng Thành Hợp như ngày hôm nay. Và chế độ bảo hành là bên em nhận bao đổi trả trong vòng 10 ngày nha anh chị. Rồi từ đó về sau thì từ đó về sau mà anh chị sử dụng máy nó có vấn đề gì thì anh chị cứ alo cho bên em, không cần đem về thợ ở địa phương ha. Và của bền tại người, anh chị ai xăng với nhớt pha cho chuẩn thì mình xài thôi, chứ không có vấn đề gì để nó hư đâu anh chị đó. Và những cây máy này là em bao chất lượng cho mình hết ha, anh chị cứ xăng với nhớt cho chuẩn thì xài đi, nó chạy bền, chạy khỏe lắm. Mà tùy theo mỗi máy ha. Ví dụ như máy nhỏ thì mình cắt cỏ gia đình, cắt cỏ cho trâu, cho bò ăn. Máy lớn xíu thì anh chị phát cỏ khai thác, cỏ dày, phát gốc gạ gì đó. Rồi, cái lô hôm nay thì sơ lược là cưa tay cục có, cưa tay dài có nè. Máy là tầm 1.1 triệu cây trở lên nè. Có Tanaka, Hitachi, Cơm, Xenon, Echo. Giặt dưới thì mình có là Mitsu 231 nè, Xenon, rồi Maru 26, Mitsu TU 26, TL. Đó, rồi kế tiếp là một cây đeo lưng. Đó, như anh chị thấy đó. Ví dụ như em nhanh giới thiệu sơ lược như thế này, anh chị không có thời gian thì anh chị xả lại, hay còn gọi là tua lại.
cái cây mà mình cần chốt đơn thì mình liếp vô đó mình coi, mình coi cho rõ rồi nó phù hợp đi rồi mình chốt ha, không cần chốt nhanh chốt lẹ chi mất công cái chỗ đổi ý bơm hàng tội nghiệp em lắm nha, một cây máy đi nó rất là mất thời gian nha anh chị đó. Và không phải mà đi mà mất thời gian đâu, tới chỗ mà anh chị nhận hàng nó cũng mất thời gian phải không, nó không phù hợp, nó cũng mất hết ngày làm của mình đó đó, cho nên là anh chị coi cho kỹ đi, thật sự phù hợp mình hãy chốt. Rồi số điện thoại để chốt đơn của anh em 0913136620, số này có Zalo nha anh chị, tên là cửa hàng Thành Hợp, hỗ trợ tư vấn chốt đơn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy hư hỏng hóc cũng là số này luôn đó. Rồi giờ em sẽ báo cáo những cái phụ tùng nè, những cái phụ tùng cho theo ha anh chị. Thì đứa ơi lấy cái tiếp mở bugi giùm chị ơi. Đầu tiên là em cho một cái sợi dây đeo nè, một cái chắn cỏ trên máy là em không có, em cho chắn cỏ mới nè, một cái lục giác 4, một cái tiếp mở bugi đầu dao là 4 cái phone. Rồi hai cái đĩa phát nha, một là cái đĩa dài 3 tấc đến từ thương hiệu Makita, còn men không phát đĩa dài thì men phát dây, trường hợp nào phát ổ cước phát dây, trường hợp là anh chị phát cỏ nhỏ cỏ mỏng mọc gần đá gần nhánh cây để sợ nó văng đồ văng va chạm thì anh chị phát ổ cước, còn không anh chị phát cỏ dày cỏ to phát sậy thì mình phát lưỡi dài dài ha. Rồi cưa xích cho theo thì em cho theo một cái bao lam nè, một cái vít chỉnh xăng, một cái dũa bằng tay và một cái tiếp mở bugi ha. Rồi riêng thì những cái món này anh chị mua chung với máy thì em bao ship, còn anh chị mua lẻ em nhanh cũng bán nhưng mà anh chị chịu phí dùm em ha. Đây gom cỏ cho trâu cho bò ăn 100.000 một cái, anh chị mua riêng thì 130 phí vận chuyển luôn. Tua hết bơm nước bằng inox đầu ga ống 27 150.000 một cái, mua lẻ là 180 kể cả phí. Còn cái này trà rong rêu bản nhỏ là 100.000, bản lớn là 120.000, anh chị lấy loại nào thì anh chị nói giùm em, trà rong lớn trà rong nhỏ vẫn dụng cho phát cỏ luôn đó. Những cái món này là anh chị chịu phí giùm em ha. Rồi riêng cái này là nhớt hai thì nha anh chị, nhớt này thì bên em đang sử dụng cho cửa hàng là sử dụng cho máy cắt cỏ, sử dụng cho máy cưa, sử dụng cho nhớt lam của máy cưa luôn. Một bình này 100.000 một lít nhớt, thì em khuyên mỗi anh á là mua máy nên mua theo một chai nhớt ở nhà, nếu mà mình có xài máy xài nhớt thì thôi á, còn chưa thì mấy anh mua theo đi để thủ, nhiều khi shipper họ giao đột xuất mình có nhớt theo máy mà mình thử để là đỡ làm mất thời gian, sau này mấy anh xài hết mấy anh chừa cái vỏ này lại mấy anh lường, nó có chiêu từng cái mức miêu nhỏ 20, 40, 60, 80, 100. Tại vì đối với máy cắt cỏ thì mấy anh chị pha giùm em 1 lít xăng là 40-50cc nhớt, còn đối với máy cưa xích thì mấy anh chị pha giùm em 1 lít xăng là 60-70cc nhớt ha. Rồi mình lắc lên cho đều rồi mình đổ cho mình xăng lớn, mình dùng dần nha anh chị đó. Mà một bình như thế này mấy anh xài rất là lâu nó mới hết. Thì anh chị mua máy cũng mua nhớt theo ủng hộ em thì em cảm ơn, sau này mình có nhiều cái ứng dụng cho dòng nhớt nhớt này. Riêng anh chị nào ở nhà mà mình không có điều kiện chạy lên cửa hàng mua, mấy anh alo em nhanh gửi tới nhà một bình em nhanh cũng gửi luôn. Mà mấy anh chị mua từ 5 bình em nhanh sẽ bao ship 100k một bình. Rồi để không làm mất thời gian nữa, anh chị đón xem test nổ rồi từng clip ha, và nhớ bấm thích bấm like nha anh chị. Ấm mặt quá. Rồi em mời nha anh chị, mấy anh chốt giùm em từ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nha. Hôm nay quá đẹp, quá đều, quá sáng luôn. Đầu tiên là một cây cơm miso 2555. Có xăng và nhớt là 3 kg mốt nha anh chị. Lam dài nè 3 tấc 2,
những cái anh chị nào mà nhà mình có cưa mà cưa lớn mà cưa khai thác rồi ha, mình mấy nhánh xỉa cành nó nặng nề, mấy anh mua cây cưa này về mình mấy nhánh xỉa cành anh chị ơi, siêu gọn gàng, làm Latin đó, làm kiếm nha, xích chạy là xích chuột nè. Cái phiên bản này là e tự động nè anh chị, đóng e kéo lên bóp cò là nhảy mở e đó, bình xăng con nằm phía sau, máy chạy rất là bốc, chạy cực kỳ khỏe nha. Và phiên bản này nó có trợ lực nhẹ nha anh chị đó. Nắp xăng pha nhớt màu đen nằm phía trên, nắp nhớt lam nó nằm phía dưới ha. Cái phiên bản này có hỗ trợ là vú bơm phụ nữa. Mã này chốt cho em nhanh, M1 34 ly, 2.1 triệu nha anh chị, 2.100.000 đồng. Rồi cưa khai thác cái này là dòng Cinewa 400 nha. Tay hay nhỏ hả? Quá đã. Cân nặng cây cưa này là tròn 6.9 kg nha anh chị, cưa siêu quýt ha. Này mà cầm lên mà hạ cái đứng quá đã, làm nó tới 5 tấc 4 luôn nha. Chứ nó bật chế độ máy bay gì rồi kìa, tại nãy em không đi để chị lên rồi. Ôi em nhầm anh chị, xin em qua 440 luôn chứ không thèm 400 nữa anh chị, công sức rất là lớn nha anh chị. 44cc nồng 40 ly, này nước sơn ghim nha, nước sơn ghim toàn tập hết con tắc nè anh chị. Trời ơi cái này đẹp gió mà đóng e mở e, nắp chụp còn chữ xin đi qua luôn, đẹp bóng lớn ha, zin toàn tập, hai ốc bắc lam, cái này nó chạy xích 325 ha, làm là tình. Cái làm zin của nó có cái bản khuyết ở đây nha anh chị, khi mà anh chị cưa cây vô nó hít vô cây ha, là không có sợ trơn trượt ở đâu nha. Trời ơi cái sỉ gỗ nó đẹp nè anh chị. Rồi trong cái bản lam của nó còn không số luôn, cái mặt tiền nữa nè. Cái phiên bản này nãy là có khóa xích nha anh chị đó, có khóa xích, nắp xăng pha nhớt nằm phía trên nè, nắp nhớt lam nằm phía dưới ha. Rồi anh chị chốt cho em nhanh là M2 40 ly, giá 4.500.000 nha anh chị. Em nhanh hỗ trợ bao ship kèm phụ kiện đầy đủ, về hàng người test rồi hãy nhận. Đại gia rước cho anh chị ơi, quá đã cái cưa đó luôn, cái đó là Kawasaki TG nè. Lên ga đi, ganh đi nhỏ. Thôi đi, cái này nó chạy không ngon à, em không có tính ở trong cái clip này anh chị. Bỏ qua đi. Rồi, sang cây Tanaka. Thank you.
là một cái cây máy Tanaka đẹp liền loạt hết, từ áo máy cho đến trắng cỏ luôn. 24cc nồng 32 ly nha anh chị, phiên bản có trợ lực ha. Chạy chí zin ga ngang quanh bờ rồ một kim. Máy đẹp liền loạt. Hitachi. Hitachi với Tanaka cũng là cái đời máy này, nhưng mà em nói lộn hết, cái này là tên máy Hitachi nha chị, tum liền tum nhựa, có chân chống bờ đó mình xăng nữa nè. Và đặc biệt ga của nó sử dụng là hai chế độ ha. Ga này là ga bóp nha. Anh chị có để nguyên thủy như vậy mình sử dụng, còn anh chị muốn xài ga giữ anh chị buộc cái bách dài này lại. Anh chị đẩy cái bách ngắn này ha. Tức là cái bách dài nó chỉ hỗ trợ cho cái bách ngắn thôi, chứ cái bách dài này không có xài được nha anh chị. Tức là mình lên ga nó không có ăn ha. Rồi công tắc trên di động nè. Tắt nè, mở là cái dấu gạch ha. Ống lát kim trắng cỏ đầu bò ghim. Cái mã này 1.4 triệu. Khi anh chị chốt đơn chốt thì em nhanh dùm em nhanh là em màu 4 32 ly 1.4 triệu. Cái đó là Ryobi nè. Một cái cây Ryobi chạy động cơ của Xenon Komatsu anh chị, phiên bản có trợ lực chạy chế One Pro một kim ra ngang ha. Ốp giật trợ lực nhẹ giật nhẹ nổ, rồi cộng thêm cái là mẫu mã gọn gàng nhẹ nhàng ha, rất là nhẹ nha. Mấy anh mua về cho mấy bà cô phát cỏ tiếp mình đồ luôn, chạy sướng luôn, tung liền tung nhựa anh chị. Và đặc biệt cái động cơ này chạy khỏe mà tiết kiệm xăng nha. Đó, công tắc trên tay cầm nè, ga giữ nè. Ông lắp viên chén cỏ đầu bò viên, có chén chống ngọn đồi ốc và chén chống quán cỏ nè. Mã này 1.650.000, anh chị chốt cho em nhanh, M5 32 ly 1.650.000. Rồi cái đó là cây Xenon 235 Made in Japan, xuất sắc luôn. RZ235 là công suất trên 23cc nồng 32 ly ha. Xenon Made in Japan. Ốp giật có trợ lực nha anh chị, đẹp từ cái tem luôn nè, lên áo máy luôn nè. Cái le đồ cũng tông sẹt tông luôn. Quá trời đẹp nha anh chị. Tem nè. Xuất sắc ha. Tum liền tum nhựa nha. Khung bỏ đỡ bình xăng, miếng đầy đủ, lốc máy đẹp mới keng luôn. Cái này là cái miếng để tản nhiệt anh chị, đừng nhôm ha. Đó. Nắp Interke còn tem nữa nè, quá rất là đẹp cho cây máy này luôn đó, anh chị thấy đó, ga bóp zin luôn nha anh chị, tắt nhảy gì chế độ mở luôn nè. Ống lắp zin, ống lắp cái từ Made in Japan luôn, đầu bộ zin đó, trắng cỏ nó bể cho nữa em à, bổ sung trắng cỏ khác ha. Mã này mình chốt cho em nhanh, M6 32 ly 1.650.000 ha. Đó đến Echosan nhựa quên xài nè. Thank you.
chị chua xanh nha anh chị, nổi như xe su xì bo á, mà cái dòng đời này chạy rất là ổn định, chạy chế viên ngang ngang vú lớn đó, tôm nhôm nha anh chị, 2, 4, 3 tôm liền chị ha, tôm nhôm ha, và cái phiên bản là cò bóp viên, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mình mở nè. Anh chị nhìn giùm em trong lớp bắn tĩnh điện màu xanh luôn, cực kỳ đẹp nha anh chị, 2, 4, 3 trắng cỏ đầu bò viên luôn, tông cà tông liên lạc luôn, rất là đẹp cái máy này, có phiên bản đời cao. Mã này anh chị cho mẹ giùm em là M7 nha, 32 ly, giá 1,7 triệu nha anh chị, em bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Cái đó là Mitsubishi TL23 ha. Mitsubishi 231 chạy chế 2 kim le đỏ tự động quanh rồ, ấp trực có trợ lực nha anh chị, đó, từ bình xăng lớn viên cô khói nè anh chị ha, đẹp sáng luôn ha, lóc dập nổi made in Japan đó, cái bờ đỡ bình xăng luôn ha, chạy tum rời tum 260 tum nhôm, máy này nhiều ứng dụng nha anh chị, trà đông đưa đó thịt thuốc gì đó thì chị làm đi thay giữ nha, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nè. Trắng cỏ đầu bò viên, mã này mình chốt cho em nhanh, M8 32 ly, giá 1,9 triệu nha, em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ nha. Rồi Isaki chạy những siêu phẩm Nhật quên xài nằm anh chị, mắc gọp hết. Quá đã anh chị ơi, cái này thì về mình để lên tủ kính mình trưng bày đi anh chị, trời ơi, nó đẹp nó liền lạc anh chị, nhìn cái tem nè, à, cái tem nó còn riêng riêng luôn ha, cái chụp giật nữa nè, Isaki màu xanh, áo máy màu xanh ha, cái lát người ta còn chữ Isaki luôn, xanh dần đẹp chưa, trắng cỏ đầu bò nguyên ha, lát nè, tem tuốt hình máy quay nguyên ha, và đặc biệt ra bóp nguyên công tắc nè, anh chị bấm tắt nhảy cho đầu mở luôn, quá đã ha. Ừ. Để chế viên ngang ngang quanh bro, thấy chưa, áo bình xăng con đó nè, đẹp liền lạc hết, hung bỡ đỡ bình xăng dày dặn ha, này thì lóc máy nó đẹp vô khó nó trắng, còn gì mà không để là tủ kiến không, 26cc 34 ly, mã chốt em nhanh dùm em nhanh, M9 34 ly, 2,1 triệu nha anh chị, made in Japan, ốp giật có trợ lực, 2610 mua ha, siêu phẩm nữa nè, quá trời nó đẹp. Đẹp lan can ha, tem còn mình săn lắm gì, mà nó cái máy này không có điểm gì để chê nha anh chị, vô khói nó nổ là vô ém luôn ha, à, giảm tiếng ngọt, trời ơi, cái đẹp này rồi,
Đừng xong lớn gì. Cái chế ra ngang quanh bộ đồ một kim ha. Cái chỗ này nè anh chị nhìn nè. Rồi sáng. Ừ. Lóc dập nổi made in Japan ha. Đó, anh chị thấy rõ chưa? Ok luôn. Bung bộ đỏ mình xăng còn yên nguyên chưa mòn luôn, ốc má đẹp nè. Đây móc qua đeo nè anh chị, không xét con ốc má nè. Ốc cùm nè, ra bóp ghim nè. Đặc biệt cái phiên bản này thì công tắc nó nằm ở đây nha anh chị, trong liền trong nhựa. Đẹp vũ lắm đẹp, cái máy này em nói thiệt anh chị nhận hàng ha. Bất ngờ luôn, đẹp vũ lắm đẹp. Đó. Ở bộ ghim có chén chống mòn nè, ốc và chén chống quấn cỏ nè. Máy này chốt cho em nhanh, M10 34 ly giá 2.3 nha anh chị. 2.300.000 cho cây Maru Nhật quên xài. Cái đó là động cơ Mitsubishi trang lời TU26 nha. PC ốp giật có trợ lực 26cc 34 ly. Chạy chế zin gan ngang quanh bờ rồ một kim ha. TU nha anh chị. Đẹp liền lạc hết. Anh chị nào đam mê động cơ Mitsubishi mà TU thì nhanh gọn lẹ mình chốt cái máy này đi. Đây, model nữa nè. Tắt nè. Đó, để bờ đỡ mình xong mình nhựa luôn ha. Tum đời tum nhôm 260 nha anh chị. Đây dữ nè. Ống lắp đồ đầu gò đồ zin ha. Ốp lưng nè. Mã này anh chị chốt cho em nhanh, M11 pan tương ly. Giá là 2.3 ha. Em nhanh bao ship kèm phụ kiện này đủ. Rồi tới Mitsubishi trang là 261 nè. Trang là 261 công suất trên 26cc nồng 33 ly. Để chế hai kim le đỏ tự động nha anh chị. Bình xăng lớn nội zin nữa nè. Đó. Lắp dập nổi made in Japan ha. Để vợ để bình xăng bằng nhựa nữa nè. Tum rời tum nhôm 260 ha. Con tắt nè. Đó. Có màu đen nữa nè. Anh chị thấy à, trong đời tôi nhâm 260 nó xin viên chấp nhận nha anh chị, gà dữ ha, đầu bầu viên ha. Mã này anh chị chốt cho em nhanh, M12 33 ly giá 2.6 ha. Bao ship kèm phụ kiện đầy đủ. Rồi cái đó là kêu ghiếp nè 261. Cây đeo lưng, ốp giật trợ lực, ốc máy nó đẹp nè anh chị. Chạy chế hai kim quanh bờ đồ luôn ha. Ủa khói. Bình xăng quấn zin, cái này là đựng hơn nửa lít xăng ha anh chị. Cần đeo qua, nói chung là máy này liền lạc, chạy khỏe, giật nhẹ mà lại tiết kiệm xăng ha. Made in Japan anh chị ha. Tum nhôm tum 260. Em xin lỗi, tum nhôm tum liền ha anh chị. Đẹp len càng luôn. Ra giữ nè, con tắt đẩy xuống là tắt đẩy lên là mở, một tay cầm chắn cỏ đầu bồi ghi đó. Cái mã này mình chốt cho em nhanh, M13 34 ly 2.000.000. Em nhanh hỗ trợ bao ship kèm phụ kiện đầy đủ ha.
Rồi em chào và hẹn gặp lại anh chị ha, tạm biệt.